1.000 đô của thầy Dương Trung Hiếu. Em xin tự một giới thiệu một chút, em là Liên Lê, mọi người hay gọi em là Liên Lúa. Quê của em thì ở Tiền Giang, chính xác là Cái Bè. Công việc hiện tại của em là dành thời gian hoàn toàn cho YouTube và bán hàng online. Hiện tại thì em đang có làm một cái kênh vlog đã vào kiếm tiền rồi. Cái kênh đó có tên là Gia Đình Vlog Việt. Mọi người có thể gõ lên trên YouTube kiếm Gia Đình Vlog Việt hoặc là Liên Lúa thì nó sẽ ra. Thì cái kênh đó em làm về cái mảng miền Tây quê hương. Trong cái video đó thì em làm đa số là ít có nói. Dạo gần đây thì làm video ít có nói hơn. Em muốn theo một cái cách mới, không biết là như thế nào thì mình cứ thử. Em biết đến YouTube này cách đây khoảng 9 tháng. Và nhờ thầy Dương Trung Hiếu thì em mới có cơ hội để bước vào trong cái nghề này. Và em cảm thấy là từ khi mình làm em cảm thấy thích nó. Có hai lý do để em thích nó. Một, cái thứ nhất á, là mình có thể tự do về cái mặt thời gian, tự do về cái mảng như là tư duy cũng như là cái cách làm. Mình có thể tự do về mọi thứ, mình thích cái gì thì mình làm cái đó. Và cái thứ hai em thích nữa đó là em được quen biết rất là nhiều người ở rất là nhiều nơi. Khi mà mình nói chuyện trên mạng á thì mình cũng chỉ là nói chuyện giao lưu bình thường thôi, mình cũng không có hiểu người ta như thế nào. Nhưng mà sau khi mà mình nói chuyện lâu ngày rồi, mình ra ngoài mình gặp mặt thì khi đó mình tiếp xúc, mình nói chuyện á, cảm thấy rất là thích cái điều đó. Tại vì đôi khi ở trong nhà, anh chị em trong nhà còn chưa hẳn mà thân đến cái mức mà mình chỉ nói chuyện trên online thôi, mà khi mà mình ra ngoài mình gặp rồi á thì những anh chị đó rất là thân thiện và tốt với mình. Cái đó là hai điều đó là em rất là thích khi mà mình làm cái công việc này. Để nói được như ngày hôm nay thì em cũng đã rèn luyện bản thân mình và làm rất là nhiều những cái video luyện tập để nói, cũng khoảng 6-7 tháng rồi. Tới hôm nay là gần 6-7 tháng rồi mới nói được như vậy. Em thấy là mình có thể có tiến triển hơn rất là nhiều, nhưng mà so với những người khác thì có thể là em không bằng. Nói chuyện vẫn còn giáp giáp này kia và không có gọi là không có dẫn được người xem vào cái câu chuyện của mình. Nhưng mà em cảm thấy là mình tự tin hơn so với cách đây 6-7 tháng về trước. Em mới nhớ là 6-7 tháng về trước là mình không thể nói được luôn, không thể nói được trước màn hình. Nhưng mà bây giờ thì nó đã khác hơn so với trước. Thì đó cũng như là một cái bước ngoặt của bản thân mình. Nhờ YouTube mà mình đã thay đổi rất là nhiều. Em cũng là một thành viên trong ban quản trị của group Cách Kiếm 1.000 USD một tháng. Mà mình làm cái video giới thiệu về bản thân mình trễ hơn so với những thành viên khác thì đó là lỗi của mình. Em thành thật xin lỗi vì cái lý do mình làm cái video giới thiệu này trễ hơn so với những người khác. Nếu mà bây giờ mình nói mình bận, mình không thể làm được thì thành ra mình đang đổ lỗi cho thời gian, mình đang đổ lỗi cho cái công việc của mình. Cho nên là em chỉ biết xin lỗi. Và cái video này xuất hiện là vì em rất là thích hai câu nói của thầy. Một là câu wait and see và cái câu never too late. Thì em nghĩ cái video này xuất hiện là dành cho cái câu thứ hai, never too late, không bao giờ là trễ hết. Quan trọng là bạn có dám làm và dám đối mặt với nó hay không. Còn cái câu thứ hai, cái câu đầu tiên đó là wait and see, là cái câu mà bạn hãy chờ đó mà coi, giống như là cái câu mà mình nói là hãy chờ đó đi và xem tao sẽ làm những gì. Nhưng mà đối với cái câu này là mình kêu người ta chờ thì bắt buộc mình phải làm nha, chứ không phải là mình kêu người ta chờ mình không làm bắt người ta chờ thì kỳ lắm nha. Và một lần nữa, cái câu chốt cuối cùng là em rất là cảm ơn thầy, nhưng mà cái lời cảm ơn có lẽ là nó hơi dư thừa. Bây giờ mình sẽ chứng minh bằng cái hành động, phải làm như thế nào đó mọi cách và nhanh nhất có thể để mình có thể là thành công sớm nhất để chứng minh cái lời cảm ơn của mình là xứng đáng. Bây giờ em xin kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem hết video của em. Mọi người, em xin nhắc lại là em có một cái kênh là Gia Đình Vlog Việt, mọi người có thể đến đó tham khảo cũng như là góp ý thêm cho em về cái cách làm và cái cách dẫn chuyện của mình và cái cách nói chuyện như thế nào cho hợp lý hơn và hay hơn. Em xin cảm ơn, em xin chào tất cả mọi người.